bữa sẽ được gặp con cháu. Thấy bà ngộ bóc cả tư là bà bán những cái gì? Khẩu trang, dầu, khăn ướt, khăn khô, quẹt rồi thôi. Chứ bà đâu có bán nặng, bà đâu có bê được, bán nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì không ăn đũa bà phải bê, bà chạy, bà ngồi, nó hốt hết, nó bắt, nó rượt. Bà có mấy người con? À, ba người con. Ghi khổ quá, lăn lóc chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mướn nhà trong đó mình la, bà biết đâu kiếm. Bà ở một tại. Bình thường bà ở đó thì lâu lâu có con cháu này không? Không, nó đi đâu, không biết đi đâu, không có liên lạc. Bữa sẽ được gặp con cháu. Với lại có tiền muốn chồng bà ở vậy thôi. Cho con gánh mẹ đau nón, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời.